cá bóng quá trời cá bóng luôn mà anh ơi. Giấc này mình đang đặt mấy cái lọt ba cái à. Kiếm ít cá bóng lần chiều cắm câu mà thấy nó vô quá trời luôn rồi. À. Xách máy xuống quay cho bạn xem luôn, ngay bến nhà. Ghê hồn không cực kìa. Nắng quá trời nắng luôn rồi. Hôm nay lâu quá không đặt lọt đặt lên, cá quá trời cá luôn. Thấy mê thì chứ. Tính để hồi mình thăm lọt mình quay cho bạn xem luôn rồi, đi cắm câu luôn cái. Mới đặt xong quay lên thấy nó quậy quá trời nó. Đem máy xuống quay cho bạn coi sướng sướng chơi. Quậy rồi cả, thấy ghê không, ăn. Cái này là ăn quặng hồi bể cái lọt luôn, tại cái lọt mục lắm rồi, nãy sọn rồi còn được có ba cái xài được mà nó mục rượu chân rồi, đụng tới đâu là rượu tới đó luôn á, là ăn quặng hồi trúng mánh quá đã các bạn ơi. Rồi giờ lên thôi, đợi xíu cái mình dỡ lọt cái đi cắm câu luôn, cắm nước lớn đây nè, chắc này nước lớn vô mương rồi, nay cắm ăn ngày thử coi sao. Quá trời cá luôn cơ, mê không cơ. Ở dưới nó đang lội lên vô nó quá trời cá bóng cái này rồi dữ thiệt chứ. Mùa này có bộ lúc này có cá bóng nhiều bạn ơi, mai mốt mình sắm lọt mình đi chiến mới được, không gà lâu quá không đặt lọt cá bóng này, dạo dạo thử có lý quá, sung rồi đó có tinh thần thôi quậy kìa, dành mỗi ăn đó, quá đã rồi quậy kìa. Nhắc này xuống thăm cái lọt bạn ơi, nhắc này cũng 2 giờ mấy chiều vậy mà nắng thì ớn ngăn thiệt chứ. Cái này nó quậy dữ lắm, không biết còn không, nó bể lọt chui ra hết rồi. Hùi trời ơi dữ lắm mà bạn ơi, đang xì trống luôn á nè. Ôi con nào con nấy nái nái không à, thôi thôi luôn rồi, nhóc luôn. Kiếm cá cắm câu mà này dính toàn cá ăn thịt không à. Ôi ơi con nào con nấy nái nái không luôn á, hình như không thấy con nào nhỏ luôn á, ghê thiệt chứ. Thăm mấy cái kia luôn coi sao, toàn Hugo. Cái này chắc cũng nái nái không nữa quá, mấy cái lợp bây giờ không dám đụng mạnh á, đụng mạnh nó bể. Ê, cái này được nè, có mấy cá nhỏ nè, cũng cá chục con luôn á, cá bóng dữ thiệt chứ. Này mới mốt mà tăng cường lọt đặt ngon à, phải phái rồi đó, bắt đầu tới mùa cá bóng rồi vậy, quá đã. Mỗi khi đặt cá bóng kiếm cá bự ăn thịt đó thì dính toàn cá nhỏ nhỏ không à, bữa nay đặt kiếm cá nhỏ dính toàn cá bự bự thôi. Mai mốt đặt lọt mà nó đi đặt lọt là phải kiếm lọt đặt lọt để cắm câu chứ đừng nó đặt lọt đen thịt. Ồ, ông nội ơi, quỷ thần thiên địa hội ơi, dữ lắm rồi, cái gì đây, dữ lắm, cá bóng luôn, một đống luôn, ghê hồn thiệt chứ. Chục ngoài con á, được mấy con nhỏ nhỏ này cũng im nè, lọp này nó ghiệu chứ, mục chứ nè,
đụng nhẹ cái nó gã nè, này hư luôn rồi, bỏ luôn rồi, sắm lợp mới được rồi, tới mùa cá bóng rồi. Bạch ta lông cho này, đặt ba cái lợp cái đủ khô khô luôn bạn ơi, khỏi đi cắm câu. Nó nói chưa nãy mình thăm lú cũng được ít cá bóng rồi, ít cá bóng nhỏ với tép với lòng tông chưa đủ nên đặt kiếm thêm vài con nữa. Mà này toàn hàng bự không à, cái này được chừng con cắm câu vậy đó. Cái này được nè, cái này im nè bạn ơi, cái này được 5-6 con vậy nè, im. Cô lấy này nè, đó quá đã luôn, thấy vậy chứ cũng nghe ngon nè. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 con này kẹt kẹt làm luôn, 9 10 11 12 13 14. Ôi cũng có 20 con rồi, ngon. Ba cái lọp nữa, thấy cá ghê không, 300 gram hơn á. Dữ thiệt chứ. Sao cá không nè, sao dính chồng cho to, đâu dính chồng đâu, có mấy con này bự rồi nè. Mấy con này thì như cá lóc luôn rồi, ngon lành. Rồi thôi để mình vô mình bắt số cá bóng kia luôn rồi, soạn mới cần để cắm câu luôn bạn ơi. Này cắm sớm bữa, cắm con nước lớn này kìa. Quá im. Dắt này gã chòi trong mấy mương, mát ghê luôn bạn ơi. Cây cối gió thổi mát, trong nhà nắng nóng kinh khủng thiệt. Nãy giờ mình soạn soạn cũng được nhiều cá nè, cá bóng với lại bóng trứng có, bóng dừa có, lòng tông có, tép gông có. Mấy tép gông nữa bạn, xúc mấy tép gông này nè. Bạn cắm câu cá lóc nhảy cực kỳ luôn. Đó, giờ mình soạn mớ cần rồi. Lội dây dài giường cắm câu chơi. Cá bóng này hơi bự, mặc kệ, bự bắt cá bự. Mới lòng tông nữa, lòng tông nữa mình cắm trước, mình móc trước để nó chết, nó yếu lắm rồi. Hơi nhúc nhích là cá dứt được. Xô cá nhỏ nhỏ là thấy vậy chứ hên là đổi mấy ký cá đó. Thời tới cản nổi. Xuống cần đầu tiên bạn ơi, đây mồi. Bạn móc cái bóng, bạn móc cho nó gần gần cái cần cổ của nó, móc lãi nhẹ qua miếng da của nó thôi. Tại cá lóc nó ăn là nó táp cái đầu con cá đâu mà, mình móc cái đuôi nó táp cái đầu, nó giật sức mồi không dính, nên móc con cá là mình phải móc sát cái đầu nó nha, lãi ngoài da. Các bạn đừng móc đụng xương, móc đụng xương cá bóng nó chết á. Đó, cần đầu tiên ngay cái mương lục bình phía sau hè. Tính ra mương này cắm lần nào cũng dính cá chứ, cắm trùng dính cá nhỏ, bữa hổm thì cắm cá bóng dính cá bự bự. Dọn lỗ cho trống cho lớn ra nha, cắm mồi trùng thì dọn nhỏ nhỏ cũng được, còn mồi cá bóng phải dọn cho nó bự, đừng cho cá bóng nó lội nó đụng mấy cái gông gác vòng vòng nó trốn á, cá lóc không phát hiện được. Dọn trống như nè, cái cá bóng lội vòng vòng vòng, cá lóc thấy phát hiện lại táp tụp lụm đó, lội lội vậy đó. Rồi tiếp tục thôi. Cần này là mồi tép gông bạn ơi, nó tép gông nè, lội nè. Thấy vậy với cắm câu, mà tép gông là nhảy dữ lắm, mình phải cắm bằng tép gông hơn cá bóng. Mà tép gông thì các bạn khó rộng sống nó lắm, khó rộng sống nó nên cắm khó. Một hai con rộng sống nhiều quá nó chết. Tép gông này mà dùng là có cu phi cắm là bá phát luôn. Cần này có tương lai là xíu quầy về dính cá lóc luôn, nước đang lớn vô. Hên quá hên luôn bạn ơi, vừa về tới nhà mưa luôn. Hồi nãy thấy tình hình chuyển mưa là tóc chạy rồi. Chứ gặp cái này mà ở ngoài mà mắc đám mưa này một cái là tới luôn á. Dữ lắm, đám mưa lớn rồi. Mới mưa chút xíu mà nước rồi nè, ngập linh láng luôn. Công nhận năm nay đám mưa nào mưa nấy chất lượng thiệt chứ. Không mưa thôi, mưa một cái là thúi đất luôn, ngập bình địa. Quá lớn luôn rồi.
Ông trời ông dứt đã mưa quá xa đã mưa luôn bạn ơi. Lớn kinh khủng khiếp thiệt chứ. Nước ngập nè, lũm trũng luôn. Nãy giờ nó rút bớt rồi đó. Mưa, trời gió, thêm trời gầm nữa. Ngập rồi nè. Ghê thiệt chứ. Tính ra năm nay mấy tháng này ông trời cũng mưa. Đám nào đất chất lượng đám đó. Nắng thì nắng cũng dữ mà mưa thì thôi khổ phải nói tới luôn. Run mình luôn. Nhắc này tạnh mưa mình lội ra. Tép ngon quá mà cá không ăn ta. Chơi lại luôn đi. Nhắc này. Lội vòng vườn thăm cần câu có dính con nào không bạn ơi. Nước lớn vô nhiều rồi. Mưa quá mưa. Giờ gầm cá nó không đi ăn hay sao. Nãy giờ thăm cũng nhiều cần. Không thấy dính con nào hết. Còn mồi luôn. Sẵn đây hái cái bắp chuối về ăn luôn bạn ơi. Cái bắp chuối ngon quá nè. Quặng qua hai cái bắp chuối. Đó. Đơn giản dễ lụm. Ây da, trời trời lọt mưa luôn. Hai cái bắp chuối về. Sắc gỏi ăn, đập ăn cũng ngon. Chấm nước cá kho. Đúng bài luôn. Cho vào đây luôn đi. Hiện tượng gì đây? Còn cá không? Chắc sảy rồi quá. Ôi sảy thiệt cái gì bạn ơi. Ôi sảy rồi, buồn hiu luôn. Uổng quá, hồi lâu cái đọt ướt sình luôn. Còn cá bóng à. Sảy rồi. Táp như trơn luôn. Táp cá bóng à. Banh sát tà lông chưa nè. Gì không dính ta. Uổng thiệt chứ. Cắm lại sửa cái bóng cắm lại luôn. Tức tức tức. Ngay mưa một bình sau hè. Thua luôn bạn ơi. Không dính con cá nào chứ. Mà mất cũng mấy cục mồi. Sảy cũng mấy con. Uổng thiệt. Còn đây khoảng chục con nè. Này để tối đi thăm. Đó. Hy vọng tối nay dính cá nha. Nhắc này nhái nó kêu quá kêu luôn. Cóc với nhái. Tại chiều mưa lớn nè. Con cá không có ếch. Dùng bên đây làm vườn nên không có ếch chứ phải có ếch nè. Ô bên kia. Thôi rồi tính đầu con cá mà nó quần xẹp gì tới một chuyện luôn. Còn mồi luôn mà. Dở quá. Lính của mình nè, xếp hàng hết trơn đó không? Thóc bên nhão lên đường. Ấy dạ trời ơi, ngồi dưới lỗ máy. Nhiều bạn kêu mình cắm câu ếch nó dùng mình đây đâu có ếch đâu cắm câu. Chứ phải có mà dễ gì mình bỏ thoát được. Từng này chịu cá táp sảy cái nó bỏ luôn. Để chơi luôn. Ngầm cái bóng chết luôn. Hồi chiều lúc mình cắm câu là nước lớn cái mồi cái này nó hỏng hết trơn cá nào ăn. Nãy giờ đi dời mồi xuống mà. Cái này dời xuống đằng sáng bắt chứ thua rồi. Hên hên mấy con dính hồi nãy đầu hôm lúc nó còn đầy chứ kiểu này là thấy thua rồi. Nước nó giật khúc luôn. Cứ đâu được. Nhổng ben lên trơn. Cái này con nào ăn. Nằm trên khô. Này hên hên có mấy gắn nước. Mấy con cỏ đi ăn đêm. Nó quất. Xuống đi mày. Làm việc cho tốt nha. Sáng cái vụ người ta bự như mày.
hồi chiều cắm càng câu mà các hàng nằm trên bờ luôn nè, mà sảy cá luôn, ghê thiệt. Chiều nước lớn ăn sảy luôn bạn ơi, nằm trên khô luôn này, phải dính cá mà nằm trên khô chắc nhìn đất đá lắm. Nước mau cạn ghê được chứ. Mấy rùa tối lên nó ngủ. Thua luôn bạn ơi, nãy giờ lội đi thay mồi không à, nước nó hỏng lên, tớp thì sảy hết mồi, tớp thì nó hỏng lên, cá chết mình thay lại luôn, còn hai cái bóng chết. Thôi hẹn sang mai rồi, bữa nay không thành công mà chiến thuật cắm câu sớm không thành công mà. Hy vọng sáng mai dính cá nhiều bạn ơi, tối nay chết quất luôn. Sáng sớm ra giường chim kêu quá kêu. Ở giường sáng sớm thức ra là sướng, chim kêu nghe đã lỗ tai bạn ơi. Giấc này tiếp tục thăm câu qua, tìm hôm chết quá chết luôn, cắm cho sớm thăm cho sớm chết quất luôn, không dính một con. Hy vọng sáng nay có cá bạn ơi, mới vô cần này lụm luôn cái gì nè, có hàng luôn. Cần này chỗ hôm qua cắm bằng tép, hôm thay là ăn cá bóng. Cá này chắc cũng nhỏ, không bự, nghĩ không ướt cái đọt không. Lụm hàng, một con đầu tiên. Khai trương có nhớt luôn. Cá lóc nhìn ta màu ta lét đã không? Con đầu tiên. Sáng sớm chưa sung không, còn xe ke dính cá chưa sướng luôn. Này phải tán con chừng nửa kilo mới đã. Hôm thức khuya này, sáng này còn phê, dính chắc thì ghê được chứ. Rồi xong, con đầu tiên vô cái bịch luôn. Nay làm biến quẩy cái vỏ luôn. Vô con đầu tiên. Không thấy giật giật kìa. Còn cái bóng ngâm luôn. Thở rồi chơi luôn. Biết đâu chưa chưa dính rồi sao. Cần câu thì hôm cắm lúc dưới nước luôn. Nhắc này nước ngập tới rồi. Giờ xuống mò. Chắc không dính nè. Thấy cái cần câu còn là bị thinh. Giật gì chứ. Ồ sảy bạn ơi, táp cá bóng dự chứ. Ổn thiệt. Thấy là có hiện tượng nữa rồi đó. Không biết còn cá không à. Gị dữ lắm, gị rồi. Còn không, còn không. Im gu gì. Đỏ 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 đỏ. Sướng sướng sướng. Con này bự rồi nghe, thấy nó gị quá nè. Bự không, bự không. Ồ nhỏ xíu rồi bạn ơi. Ôi nhỏ à. Lên nó luôn đi mày. Trời thấy gị dữ, tính đâu cá bự rồi. Ai dè còn cứng. Cái này táp cá bóng nữa. Con thứ hai của buổi sáng im cũng được. Dính cá là mừng rồi, mới thăm mấy cần. Dính chắc ghê luôn á. Không có đường sảy. Chưa sướng không? Mới sướng 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 mà. Tháng cá không bự lắm nên chưa sướng. Chưa có cực điểm. Hai con chưa bịch luôn. Hai chủ. Cứ thấy bắt quy.
sáng sớm mày quẩn gì dữ vậy hả? Ba con quẩn khí thế luôn, kiếm con gì không biết. Rồi, còn mồi băng mồi thịt cắm là quanh đây luôn. Ngâm ngâm đại đây hên hên dính con cá bự. Ồ, cần này dây nằm nó không khí luôn. Ờ, hình như dính cá luôn mà ơi. Ồ, chích queo luôn rồi, uổng trời. Ồ, cá cũng bự nè. Nó giật cho văng quanh đó. Nuốt lử chết ngắt luôn rồi. Nhớ chạy lòng thòng luôn rồi. Có cá muối chiên luôn. Vô thêm em nữa, con này bự rồi. Bự hai con nãy. Mà lạc xe buýt đây. Ngủ chưa thức. Trời ơi, nuốt tới bao tử giống luôn. Cá lóc bạch tạng nha, màu trắng nha, chứ không phải nó chết nha. Tại nó ngủ chưa thức thôi. Nên này con này đi vào giấc ngủ rồi. Giấc ngủ ngàn thu luôn rồi. Cá cũng bự. Quá im. Dính đều hoài gì được, kiếm ăn được. Hôm qua cắm cũng ít cần à. Tại ít cá bóng, cắm chừng 20 cần dữ lắm. Bữa nào xong lú có cá nhiều, đặt lọp cá nhiều, cắm nhiều cho đã, dính đã. Thấy mồi cá này cắm chạy hơn trùng nhiều. Rồi, một con nữa. Ba con, vô vậy. Nuốt sâu quá có gì chết luôn. Bữa nay cá nó không bự mà bữa hổm. Hổm dính cá lóc cá chê bự bự không à. Nay sáng thì dính cá không bự không. Rồi cần này dính cá chết nữa rồi kìa. Kỹ trá. Ồ, quấn lên còn một bệnh mà ơi, cá này bự chùm bá luôn nè. Ồ, bành trướng luôn. Uổng. Còn ngớp ngớp như vậy ta. Được con muối chiên nữa. Ồ, nó quấn lên đây te tua trên đây coi nè. Ồ, con này bự. Ồ, chùm bá luôn. Bự nhất nãy giờ luôn. Nuốt lử nữa quá. Nuốt thiệt. Rồi, chỉ số 2 điều. Hai con ngủ, hai con thức. Con này bự nè, mập lù. Cá ngon quá. Con cá bị mớm bạn ơi. Cá lóc mớm, cá lóc mớm. Con này miệng bị mớm nè. Này chắc bị dính câu lần tét mép gì nè, mớm. Móc ngay mang nó vậy chết phải rồi. Lưới câu móc ngay cái măng đỏ bạn ơi, xé măng đỏ. Bởi vì chết đúng. Cá nào cũng vậy, cá nào mà nó bị vô măng đỏ là nó ngủm. Chút xíu rồi ngủm. Này mấy con này dính nước lớn sáng nè, sáng nước lớn vô mưa ngon cái gì ăn ngồi quá trời mạnh. Khó cỡ ta. Rồi xong một con. Con thứ tư, con này bự rồi. Bự nhất trong bốn con nãy giờ. Cắm một cá bóng rồi bạn thấy có lý nha. Im. Tạng qua trễ nước, qua cắm nước ban ngày nó lớn đầy quá. Cái tối mình đi thăm nước cạn khô nó hỏng mậu trơn. Này nó dính nước lớn sáng này, lớn vô dính. Rồi tiếp tục chương trình. Bốn chú quá ngon. Nhắc này chia con bờ rồi. Nhảo bên đây.
bên đây nhỏ bên kia không thấy giật giật gì ta. Tính ra cá nó ăn mạnh nãy mấy cần không dính nè, còn mồi ngon quá, lỡ nhổ luôn nguyên cái bóng đã hết biết gì mà không ăn. Hai cận trên đây địa điểm cũng ngon lắm, lụm chừng con được rồi. Con cần kia thấy cần câu cứ đứng sững rồi, cần kia đã chết rồi, rồi cần này cũng quất luôn, hai cần chất quất luôn, quá dở sảy các bạn ơi, táp không dính nè, ồ nó quần có bóng nhừ hết trơn nhưng mà không dính, trắng banh sát chứ. Gì đây, gì đây, gì đây, đổ sướng 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 sướng, đó quá đã luôn bạn ơi, đổ 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 đổ. Con này chắc cũng không bự lắm, vậy không ướt rồi cái đọt cần luôn, vậy sao mà ngập gì mới đã nè. Ôi cũng được rồi, nuốt lưỡi nữa kỳ ta, ngay con nào cũng nuốt lưỡi chân vậy, nay nước lớn vô cái ngập mồi ăn nuốt lưỡi, tới bữa dính thì dính mép không, tới bữa nuốt thì nuốt không, con này nuốt nữa rồi nè, nghiên cứu gỡ luôn con nữa, nuốt tuốt trong luôn rồi bạn ơi. Xong, một ca phẫu thuật rất là thành công, cá vẫn còn rất khỏe, tình trạng tốt, vô 5 con im ghê chưa, lóc không à, chưa có cá chê nữa chứ. Cá bữa nay không bự bằng bữa hổm, hổm mấy cá bành bành không, bữa nay không bạch không, kệ gì là ngon rồi, không coi rồi đó, kiếm thêm con 2 con là ấm luôn á. Còn mương đường nước này, hai cần, hai cần này cũng hy vọng lắm, cắm câu khoái cắm cái mương đường nước, thấy cái đọt khô gan vậy ta, mương đường nước cá đi nó đi đi tới đi lui á, nước lớn vô dễ dính, cần này sảy cá cái đọt ướt nhẹp à, còn cái đọt bèo không trời, còn không. Ừ, cái bóng nhựa như cái đọt bèo không, hôm gà không có đi gà chuột mà đây bởi gì cơm nhão nó thất nghiệp, bảy chuột còn đem vô cha mình hết rồi, chứ khu ngoài đây giờ gà chắc có rồi, để bữa nào gom về à? Gom về chiến bữa. Rồi cừng này chết luôn, dính cái lục bình này. Không dính nữa bạn ơi, uổng quá. Dính cả gốc quá trời bự rồi bạn ơi. Lôi vô gốc cây sảy rồi. Ôi lôi càng câu công vòng luôn, uổng quá. Trời ơi quá lử luôn rồi. Này chắc cá chê quá. Về nó gắn những gị quá lử luôn nè. Ghê thiệt chứ, tức 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 lôi vô gốc cây chà bá luôn, còn dưới đang cận nó hết rồi, thấy cái đầu nó còn y thinh, không có gục gục gì trơn, không có gục gặt gì hết rồi, chết luôn rồi quá ui, rồi ơi bánh xác luôn rồi, còn cái vỏ ăn tép không. Xong, kết thúc chương trình. Chương trình sáng nay kết thúc bạn ơi. Thành quả sáng nay
một bọc cá lóc luôn. Có hai con nhỏ nhỏ này mình nè, có con nhỏ chứ không có hai con, hai con này lứa lứa, ba con bự, hai con nhỏ, năm con im ha. Vậy là được rồi, phải đêm hôm mà dính con hai con nó cũng ngon. Gồm là sáng nay không à, hai con này ngủm rồi, hai con, ba con bự, ba con này nửa kilo, hai con nhỏ, hai con này mình thả luôn đi bạn ơi, ba con này đủ sáng mình ăn rồi. Cỡ này thì cũng ngon rồi, nhưng mà nó còn mạnh nè, bảo tồn nó lại đi. Đi đi mày, mưa mốt ăn câu tôi nữa nha. Hẹn mày Tết tát mương lên, thả nhiều chứ bắt nó không có nhiều chứ. Đi cắm câu về thả với đó, thả đó cái nữa, tát mương bắt là không có con nào. Rồi còn ba con vậy cũng im rồi. Này vô muối chiên luôn, hoặc chiên tươi luôn cũng được, chiên tươi mắm ớt đúng bài. Quyết định vậy đi. Đó, im. Có ngay một chảo cá lóc chiên luôn bạn ơi, cá lóc muối chiên ngon lành luôn á. Ba con, ba con mà năm khứa, các bạn thấy mình mần ghê không? Ba con mà mần ra năm khứa. Vậy mới đẳng cấp. Đó, cá lóc chiên với lại hành. Nãy muối chiên mà mình sắc hành vô cái nồi canh mà nó lộn qua bên chảo và thơm phức. Với lại khúc bầu mình nấu miếng canh ăn đủ rồi. Nhiều đây là nhà mình chiều đây đủ rồi. Khúc bầu của họ mình nấu hết nửa khúc mình kho cái củ phi còn nửa trái nấu miếng canh. Có miếng nước giờ được rồi. Cá cũng chín vàng các bạn ơi. Vàng tư luôn. Sáng mình muối ít muối với ít hạt nêm cho thêm mặn mặn này ăn ngon. Mềm lắm. Cá muối với canh bầu đúng bài luôn. Quá ngon. Thứ nào chưa nổi. Bữa cơm chiều miền Tây. Cá lóc tấm câu muối chiên. Canh bầu. Cơm đây. Khui. Vậy là lụm được rồi. Khói nghi ngút luôn. Đơn giản gì thôi bạn ơi. Gì mà sướng chơi đâu. Rồi mình dựng lên đây luôn. Rồi mình ăn mình quất luôn. Nhà mình ăn cơm hay ăn tô đó. Chiều qua là người bới tô là lụm. Ai đói bới quất à. Không có dọn. Ít dọn. Vậy nó khỏe. Đó. Bới tô cơm quất cái đầu cá lóc. Với vậy miếng canh bầu vô là ngon các bạn ơi. Thứ nào qua thứ này. Tuyệt phẩm đồng quê ha. Rồi chắc là thôi mình cũng xin kết thúc clip đi luôn bạn ơi. Bữa cắm câu gì cũng ngon này. Đặt vài cái lọt như lại được mớ cá bóng thì đổi được mớ cá lóc thì là dư ăn này. Còn mớ cá bóng bự nữa. Rồi thôi chào các bạn nha. Chúc tất cả các bạn xem clip vui nha. Một ngày thành công trong công việc. Hẹn gặp lại vào tiết mục sáng mai.